Hoan hỉ chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình ngày hôm nay của Phong Thủy Giàu Sang. Quý vị thân mến, với người Việt thì trong thờ cúng tổ tiên, lễ chạp các ngày sóc, ngày vọng như ngày rằm hay là ngày mùng 1 và thờ phụng tâm linh thì việc dâng hoa cúng lên bàn thờ gia tiên một cách thanh khiết thể hiện tâm thành rất quan trọng. Tuy nhiên, mỗi loại hoa lại có một ý nghĩa khác nhau, cho nên không phải loại hoa nào cũng có thể cắm trên bàn thờ. Đặc biệt là trong những ngày Tết, có một số loại hoa tuyệt đối không được cúng trên bàn thờ gia tiên, nếu không sẽ khiến tài lộc tiêu tan. Những loại hoa cần tránh dùng trong ngày thờ Tết là gì? Ngay sau đây, Phong Thủy Giàu Sang sẽ cùng quý vị đi tìm hiểu chi tiết về vấn đề này. Thưa quý vị, ngày nay, bên cạnh nén hương, chén nước, mâm cơm, đĩa hoa quả, bàn thờ của các gia đình Việt không thể thiếu được những bình hoa đẹp. Với người Việt, trong thờ cúng tổ tiên, lễ chạp, các ngày sóc, vọng, tức là ngày rằm, mùng 1, và thờ phụng tâm linh, việc dâng hoa cúng lên bàn thờ gia tiên một cách thanh khiết, thể hiện tâm thành rất quan trọng. Hương, hoa, trà, quả. Dâng hoa cúng có ý nghĩa dâng những điều thiện lành, tốt đẹp đã làm được trong cuộc sống, như là những đóa hoa tươi thắm, thơm tho dâng cúng chư Phật, thánh, gia tiên, là hành động thành kính, bày tỏ tâm biết ơn dù giá trị vật chất không nhiều. Tuy nhiên, mỗi loại hoa lại có một ý nghĩa khác nhau, cho nên không phải loại hoa nào cũng có thể cắm trên bàn thờ. Lưu ý đầu tiên về việc chọn hoa bày bàn thờ Tết, theo các nhà tâm linh cho rằng không nên dùng hoa nhựa, hoa giả để dâng cúng trên bàn thờ vì kém trang nhã, tươi mát. Hoa cúng cũng biểu hiện tấm lòng, do đó không nên dùng lễ giả để biểu thị tấm lòng chân thật. Dù đồ giả tuy không mất trang nghiêm, bất kính hay có lỗi, nhưng chỉ nên trưng ngày thường, còn các tiết lễ Tết, sóc vọng thì nên dâng cúng hoa tươi. Hoa cúng nên chọn loại hoa thơm và có tên đẹp, hoa còn tươi và độ nở đang vừa tới. Để có một cái Tết trọn vẹn mang ý nghĩa thì người dân Việt Nam hay có thói quen dâng lên bàn thờ tổ tiên, thần linh một số loại hoa đẹp mang nhiều ý nghĩa, cũng với mong muốn những điều tốt đẹp, an lành sẽ đến với gia đình mình trong suốt một năm mới. Nhưng bạn cũng cần phải biết các loại hoa không được dâng lên bàn thờ để tránh những điều không hay. Đó là 1. Hoa ly. Hoa ly tuy có vẻ đẹp kiêu sa, nhưng tên gọi lại không phù hợp vì có chữ ly, mang ý nghĩa là không tốt, là sự ly biệt, ly tán, nên sẽ không bày loại hoa này trên bàn thờ dịp Tết, để tránh những điều không may với gia đình của bạn. Người ta tin rằng nếu trưng hoa ly sẽ làm gia đình bị lâm vào cảnh chia ly, ly tán. Thứ hai là cúc vạn thọ. Nếu hoa cúc vàng là tượng trưng cho tài lộc và phúc khí, thì ngược lại, cúc vạn thọ là điều tối kỵ, bởi mùi hôi, nồng, không nên bày trên bàn thờ vào dịp đầu năm. Bạn nên bày những loại hoa có hương dịu nhẹ, thể hiện lòng thành kính với gia tiên. Đó là lý do mà hoa cúc vạn thọ không nằm trong danh sách các loại hoa được trưng trên bàn thờ ngày Tết cho gia đình của bạn. Thứ ba là hoa đại, hoa sứ. Đây được coi là loại hoa cấm kỵ, tuyệt đối không được đặt trên bàn thờ, vì hình dáng hoa giống với bộ phận nhạy cảm ở nữ giới. Theo sử tích Lào thì hoa đại cũng không nên dùng trong chuyện tình yêu trai gái, vì nó mang lại những điều không may mắn. Thứ tư là hoa phong lan, là loài hoa đẹp bền được nhiều người mua cắm trên bàn thờ dịp Tết, nhưng dâng Phật không nên dùng hoa phong lan vì có hoa có nhiều màu rực rỡ. Mặt khác, chữ phong gần nghĩa với chữ phong tình, phóng túng, nên cũng không có nhiều người dùng để cắm lên bàn thờ. Thứ năm là hoa nhài. Hoa nhài là biểu tượng trong sạch, tinh khiết, nhưng trong dân gian, đây là loại hoa không đứng đắn hay gặp nghịch cảnh, nên đây cũng là loại hoa không thích hợp dâng bàn thờ đâu bạn nhé. Quý vị thân mến, vừa rồi là những gợi ý về các loại hoa nên và không nên đặt lên bàn thờ trong ngày Tết để không phạm phải những điều bất kính của con cháu đối với tổ tiên, ông bà cũng như là các vị thần linh. Hy vọng là qua đây, quý vị có thể lựa chọn được một loại hoa phù hợp để bày biện trên bàn thờ ngày Tết cho gia đình mình.
Thưa quý vị, ngày Tết là ngày mà cả gia đình cùng nhau quây quần trong ngôi nhà ấm cúng. Ngoài việc đảm bảo nhang khói tổ tiên, dọn dẹp trang hoàng bàn thờ một cách cẩn thận, thì việc trang trí không gian ngôi nhà nói chung cũng rất được chú ý để đảm bảo yếu tố phong thủy, giúp thu hút tài lộc vào nhà từ ngay những ngày đầu năm mới. Quý vị đã biết cách trang trí nhà cửa hợp phong thủy để đón năm mới rước tài lộc hay chưa? Tiếp theo đây, Phong Thủy Giàu Sang sẽ cùng quý vị đi tìm hiểu kỹ hơn về cách trang trí ngôi nhà, đảm bảo yếu tố đẹp, mang không khí Tết mà vẫn phù hợp với phong thủy cho năm mới này nhé! Thưa quý vị, theo quan điểm Á Đông, việc trang trí lại nhà cửa mỗi dịp Tết đến xuân về là việc mà ai ai cũng không thể bỏ qua. Những nhiệm vụ trang trí nhà cửa đón Tết hút lộc sau đây tuy là việc đơn giản, nhưng có tác động to lớn đến cuộc sống của mệnh chủ trong nhà. Do đó, nhớ thực hiện càng sớm càng tốt. Yếu tố phong thủy đầu tiên, đảm bảo yếu tố ngăn nắp, gọn gàng. Thưa quý vị, bài trí sửa sang nhà cửa đơn giản, nhưng lúc nào cũng đảm bảo yếu tố gọn gàng, sạch sẽ là một trong những nguyên tắc đầu tiên, nhưng cũng vô cùng quan trọng trong phong thủy nhà ở. Sắp xếp, dịch chuyển đồ đạc, bỏ đi những vật dụng không cần thiết là điều mà mỗi gia đình đều nên làm trước khi đón Tết. Phòng khách, phòng làm việc, nhà bếp, phòng ngủ đều được dọn dẹp sạch sẽ, bài trí gọn gàng sẽ giúp nguồn năng lượng tích cực lưu thông tốt, cải thiện phong thủy ngôi nhà. Ngược lại, nếu như những không gian trong ngôi nhà lộn xộn, bừa bãi hoặc rơi vào tình trạng quá tải, có thể khiến nguồn năng lượng bị ứ đọng, năng lượng tốt không phát huy được tác dụng, năng lượng xấu thì lấn át. Thứ hai, sửa chữa ngay những đồ bị hỏng. Chẳng may những đồ bị hỏng trong nhà bạn lại nằm ngay ở vị trí hút tiền tài. Ví dụ như ngăn kéo tủ bị kẹt, đồng hồ bị chết, chân ghế gãy, đèn trần, đèn bàn chập chờn, vô tình tạo ra từ trường năng lượng tiêu cực, gây nhiễu loạn nguồn năng lượng tích cực, phá vỡ cấu trúc phong thủy tốt. Do đó trong nhà có đồ vật nào hỏng cần sửa chữa càng sớm càng tốt. Nếu những đồ vật này không còn giá trị sử dụng thì có thể vứt bỏ, thay mới, tránh cản đường tài khí vào nhà. Có như vậy gia chủ mới sớm có được tài lộc như ý. Thứ ba là treo tranh phong thủy. Nhằm mục đích hút tài lộc vào nhà, ngoài việc sử dụng các vật phẩm phong thủy như đồng tiền vàng, cây phát lộc, để bài trí tại những vị trí quan trọng trong phòng làm việc, phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, gia chủ có thể treo tranh phong thủy. Nhưng lưu ý, việc trang trí bằng tranh ảnh cần tránh chọn những loại tranh không phù hợp, nên ưu tiên chọn những loại tranh mang ý nghĩa may mắn cho ngày đầu năm. Tranh phong cảnh. Tranh phong thủy, nước tượng trưng cho tiền tài, nên chọn những bức tranh có dòng nước chảy hướng vào nhà, nghĩa là tiền tài chảy vào nhà. Ngược lại, nếu dòng chảy hướng ra ngoài thì tiền tài mất mát nên tránh. Tranh thư pháp, loại tranh trang nhã, sang trọng lại mang nhiều nghĩa răn dạy, điều tốt. Việc chọn tranh thư pháp trang trí vào dịp Tết được nhiều gia đình ưa chuộng. Tuy nhiên, chọn tranh thư pháp như thế nào cũng cần phải chú ý để tránh tình trạng không hợp mệnh với gia chủ. Tranh thực vật. Thực vật thiên nhiên tượng trưng cho nguồn sống dồi dào, mãnh liệt, tiền đồ tươi sáng, chúng thuộc mệnh mộc. Vì thế khi chọn mua, bạn cần chú ý mối quan hệ tương sinh, tương khắc trong ngũ hành đối với bản mệnh của gia chủ. Tranh tượng Phật. Khi chọn tranh Phật để trang trí, nên treo ở những vị trí trang trọng, yên tĩnh. Tránh treo loại tranh này ở những nơi như đối diện với nhà vệ sinh, bàn ăn và cửa phòng khách. Đồng thời lưu ý, tranh tượng Phật cũng không được treo song song với bài vị của gia tiên. Và thứ tư, đó là mua cây trang trí trong nhà. Trang trí nhà cửa đón Tết hút lộc thì nhất định không thể thiếu việc trang trí cây tài lộc. Vị trí đặt cây cảnh ngày Tết phải đảm bảo không gian được sang trọng và thêm phần ấm cúng. Trong phong thủy, không gian trước nhà, đặc biệt là cổng vào ngôi nhà, đóng vai trò rất quan trọng trong việc đón tài lộc cho gia đình. Để vừa phù hợp cho việc hút tài lộc thì trước cửa không nên trồng cây có tán lớn, rậm rạp, vì chúng sẽ tạo cảm giác u tối, ngăn ánh sáng tự nhiên vào cửa chính và khuất tầm nhìn của bạn. Cây càng lớn càng khiến cho tinh thần và sức khỏe của gia đình bạn không tốt. Không nên chọn các loại cây có lá dài nhọn
chồng trong nhà, vì ý nghĩa phong thủy không được tốt, dễ làm cho gia chủ vướng vào những chuyện tranh chấp, cãi cọ, cuộc sống không yên bình. Không nên chọn các loại cây có tính âm, vì nếu chúng sống tốt thì có nghĩa là trong nhà bạn có âm khí không được sạch sẽ. Nếu trồng cây ở trước cửa nhà, lối đi vào nhà hay sân vườn, bạn không nên trồng một cây, hoặc là trồng cây theo cặp cân xứng, tạo không gian hài hòa cho gia đình bạn, hoặc trồng số cây lẻ lớn hơn một cây, như là 3, 5, 7, để tạo phong thủy tốt. Vì theo quan niệm của người xưa, số lẻ tượng trưng cho tính dương, sự dư thừa, nên người ta thường chuộng các con số này. Khi trồng cây trang trí ngày Tết, ngoài yếu tố phong thủy, còn cần chú ý những cây có độc, có thể làm nguy hại đến sức khỏe, như cây trúc đào, cây thầu dầu, cây trạng nguyên hay hoa anh thảo. Nên ưu tiên đặt cây về hướng đông hoặc đông nam, đón được nắng nhẹ để cây sinh trưởng tốt, cũng như đây là hướng của hành mộc, khá thích hợp với việc trang trí cây, bạn nhé. Quý vị thân mến, những hướng dẫn trang trí nhà cửa vào ngày Tết vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Phong Thủy Giàu Sang. Hy vọng với những thông tin này, quý vị và gia đình sẽ yên tâm dọn dẹp không gian sống của mình để đảm bảo những yếu tố phong thủy để gia chủ cùng với người thân luôn được mạnh khỏe, bình an, đồng thời thu hút được phú quý cũng như là may mắn đầy nhà. Đến đây thì Phong Thủy Giàu Sang xin gửi lời cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.